Hello nha anh em. Hôm nay Thanh lên bán một số đồ nghề Nhật Bản nha anh em cô chú bác. Có cái gì bán cái đó ha. Bên mình vẫn là ship code và chuyển khoản. Anh em cô chú bác nào chuyển khoản trước thì mình bao phí vận chuyển. Còn ship code nhận hàng trả tiền thì cô chú bác anh chị em trả thêm phí vận chuyển cho bên bưu cục giúp mình. Rồi mình sẽ lên mã sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay. Mã đầu tiên ngày hôm nay là mã K578. Mấy cây cái này nó là cây lấy dấu á. Này mình đo dài gì thì nó khoảng 16 ha. Cái đầu nó bằng vậy á. Nó cái này người ta không có cắt đâu. Zin của nó vậy. Đó, mình thấy không có thấy dấu cắt. Này mình đo gì là nó là 5 ly. Mình nhấn xuống là nó lấy dấu thôi. Đó. Nếu mà nặng tay nha nè. Ha, mình nhấn xuống nó cái dấu. Đó, anh em thấy không? Nó không có lủng, nó bằng vậy đó. Cây này nó vậy ha. Chữ thì mình vừa ta mình thấy nó có đóng trên đây nè. Đó ha. Chữ nhỏ xíu rồi không có nhìn thấy gì chứ. Nè, anh em nhìn thấy không? Đó ha. Nó có đóng hàng chữ trên đây vậy, đại khái nó vậy đi. Cái này thì nó không có dởm đâu đó. Cái này mình bán 250 ha. Mã hàng là K578, K579, bán cây vít đóng. Cái này nó xài mũi nhỏ ha, nó xài mũi kiểu như mũi 6 ly 3. Giống như cái này là xài được nè, mà hiện mình hết trơn mũi rồi, không có cái mũi đóng. Ha, xem mũi này. Mũi này là mũi 6 ly 3 nè. Đó ha. Đây thì này nó đảo ngon lành. Cái mũi này mình tặng kèm cho đây luôn đi ha, nó không có mũi. Đó. Nó hết lại vậy đó. Cái này nó còn đẹp nè. Anh em giờ xài được gì xài ha. Mũi này kiểu như người ta khoét cái gì. Mũi mình mua cái cây gì mà nó có nằm trong đó. Cái này nó để ít trong tuôn ra băng. Cái này mình thấy nó còn sáng đẹp nè, nhưng mà người ta có xài qua đó, ta có gõ búa trên đây ha. Đó, cái này thì nó còn đảo chiều ngon lành. Rồi mình có được cục này mình kèm theo luôn ha, không có mũi nha nè, không có mũi vít, không là mình không có lấy được mũi vít. Cái này mình bán 400, mã hàng là K579. K580 bán này vít điện. Cái này mình đã thử điện rồi, lên ok ha. Cái này anh em yên chí, mình mới không kéo qua đó. Nè, ở đây nó để chữ nè. Nè ha. Thì nó có được mấy cái mũi gì nè. Hai cái mũi trừ, hai cái mũi với cộng với cái mũi mũi nhỏ. Cái mũi này để gắn đầu vít đó. Cái này mũi này để mình đo cho nó mấy ly. 5 ly 6 ha. Này. Bộ này nó còn mỗi đồ vậy, cái vít thì nó đẹp ha, sáng trưng. Nằm trong bịch vậy nè, chưa có chùi rửa vệ sinh gì hết. Rồi, mã hàng là K580, cái này mình bán 200 ha. K581 bán cây vít lùng. Đó, cái này của vịt xeo. Mình nói sao anh em, cái này của Anet. Nó là vít đảo chiều á. Mình đo gì à, khoảng 8 phân rưỡi ha. Nó thì nó cái kiểu nhọn nhọn như nè. Cái mũi nó nè, nó đầu trừ với đầu cộng ha. Đó, nó vậy. Ha, nhận lại. Chính giữa thì nó cứng, không có xây được. Của Anet. Mà hình cái mũi này thì nó cũng cũ. Mũi này nó xài mũi 6 ly 3. Đó ha. Rồi cây vít Anet giá 100, mã tiền, mã hàng là K581. Nhưng mình làm lính quýnh em là không lên đủ đồ luôn, không có kịp thời gian. Lên K582 bán cây vít xây nè. Mình chọn được cây vít xây,
có được cái mũ trừ với cái mũ cộng, cái này của Vercel ha. Anh em xài có trẻ con ở nhà cẩn thận nha anh em, nó bung ra là đau trúng một cái chết liền á, cái này cũng nguy hiểm á nha. Xài thì mình bung ra vậy đi, mình cất ha, nó bung ra mạnh lắm. Này thì nó cũng kiểu đảo chiều nè, ra gì thì mình khóa lại ha. Đó, mình mở mũi vít ra thì mình đè nó vô vậy nè anh em, mình kiếm gì mình đè vô, mình rút nó ra thôi ha, đè nó vô. Đó là mình đang đang kêu lên cái đùi mình đè vô, mình rút nó ra đó ha, đè nó vô rồi nè. Cái đó mình khi mình gắn vô cái nút ruồi này nè, là ngay cái khía, người ta khía đó, là nó mới ăn ha. Cái này mình có cái mũi trừ, mũi trừ này thì nó cũng nhỏ nhưng mà kệ, có đỡ hơn không ha. Mũi trừ này nó có bề ngang gì mình đo 4,5 ly ha. Còn cái mũi cộng này là nó cỡ BH2 á, nó cũng thông dụng à ha. Đó. Rồi mình có cái vít này, cái này nó thuộc cây nhỏ thôi, mình đo vậy nè, nó là 20, nó gần 27 ha, bung ra nè, bung ra hết trơn thì nó được khoảng 30 tới đây, được khoảng 34 ha. Đó, hai cây vít mã hàng K582 giá 170, K583 mình bán 3 cây cờ lê, mình có được 3 cây, không có kịp thời gian sổ anh em, cờ lê mình cũng còn mà không có thời gian làm đâu, có mình là làm không có sợ. Cái này 17, 19 của top ha, cái này nó mỏng thôi anh em xài cái gì, mấy cái chỗ dày dày mà gặp cây dày rồi. Nè mình 4,6 ha, cái mỏng này mình có khi cần tới nó, cái mỏng này một cây đó là 23 năm ha, số 17 và số 19 của top một cây. Cây này thì hai đầu dòng 14, 17, cây này thẳng ha. Đó anh em nhìn thấy nó thẳng không? Cây này nó cũng xịn lắm. Mình đo chiều dài 25 năm. Này có đấm chữ ra băng ở đây ha. Cây này của Ton nè. Cây này xịn. Cây này cũng xịn nữa nè, mấy cây này xịn không à. Mình có bơm mình bán luôn á. Cây này của KTC. Mình đo vậy là 22, cây này số 17 dòng miệng ha. Anh em thấy chữ ra băng không? Cây KTC này giá tiền cao lắm nha anh em. Mình mua mới cây này nè, xịn. Rồi mình có 3 cây ha, gom chung vô bán luôn. Nếu nào chốt thì chốt. 240 mã hàng K583. K584. Mình bán cây kiềm mỏ quả. Cái kiềm mỏ quả này đăng mấy lần rồi, không có bán trôi. Không biết sao ha, thật sự cái màu thép nó đen vậy thôi chứ nó không phải dởm đâu. Cái này mình đo là hơn 3 phân nè, gắn miệng còn đẹp, có xài khờn khờn thôi ha. Cái này của Gisuke, có đóng chữ ra bằng ở đây, xài cái kiểu này nè anh em, trời đăng bán lần nữa không được để dành xài luôn ha. Cái này bán hoài cũng quên em. Cái này mình đo vậy là 24 năm, nó có cái mũi ở đây giống như vít dẹp á, mình vẫn xài được ha. 9 phần ha, 9 ly anh em, chúng ta 9 phần. Thật sự mà nói anh em biết không, cái cây mà của Gisuke này, cái màu này, cái kỳ mẫu quả, thật sự là không phải là dễ kiếm, mình nói thiệt, lâu lắm mới gặp cây, bán 130 đó. Mã hàng là K584 ha. K585 mình cũng có cây kỳ mẫu quả, cây này kiểu nó vậy, mình đo 23 năm ha. Cán rồi có chày chùa, có cán thì nó chày, còn kia không có cán nó đâu có chày đâu. 4 phân mở ngàm ha, cái miệng người ta có xài, có dấu khờn khờn. Cái này thì của Lotte nè, ta để là hai chữ U 4150, có đóng chữ ra văn ha. Đó, cán có chày chùa, cái này mình cũng hết rồi, còn cây này bữa con cây bán rồi, có đóng chữ ra văn ha. Rồi cây này mã hàng là K585 giá 170 ha. Cái này nhiều khi xài mở ốc rồi cũng được nha nè, nó cái kiểu nó vậy, nó cũng thuộc đa năng á. 170 mã hàng K585. K586 bán cây mỗi lít găng,
của ARM size nhỏ ha, size 2 tấc thôi. Đó, em đo nó không tới 19. Mình dặn vô vậy đó, nó để 2 tấc chứ mình đo nó không tới đâu. Này anh em thấy 19 ha. Đấy là ARM có đúng chữ ra bằng ở đây nè. Có dấu díp nội địa. Ngà mỡ. Cái này nó nhỏ nhưng mà ngà mỡ ok lắm. Nè anh em thấy còn bún ngon lành không? Mở hết ngà mới được. Được 4 phân á ha, nó hay, nó có tấc chín mà mở được 4 phân. Cái miệng nè. Cái này cái sơn người ta xài còn chưa chốc sơn, người ta xài cũng ít rồi. Cái miệng còn. Cái này mình không có vệ sinh nó nhiều. Rồi cái này của ARM ha. Mã hàng là K586. 200 ngàn ha. K587. Còn mấy cây này, cây này còn nhỏ hơn. Bán mấy cây bự, bữa nay bán mấy cây nhỏ này. Cái này mình đo là 10 không tới 14 á. Nó non 14 nữa. Mở ngàm được rồi. Cái này thì nó không có lò xo nhỏ, không có lò xo mà nó nhả giống cái kia ha. Đó, mình mở tới đây thôi. Cái này mình mở ngàm nó gần 3 phân ha. Nó gần 2 phân rưỡi, mình nói lộn nha anh em. Nè anh em nhìn cái thước ha. Tầm khoảng 2 phân rưỡi, 2,5 cm. Cái miệng còn tương đối nhỏ xíu ha. Đó. Cái này nó mình lấy bãi nó đen thui vậy nè. Đó, nó để là ít ít ha, đóng mã số đây thôi. Có đóng chữ USA nè. Cái này nhiều khi mua để dành chơi thôi chứ xài gì ha. Rồi, cái này mình bán 200, mã hàng là K587. K588. Cũng có cây nhỏ nữa. Cái này cũng nhỏ xíu. Nó đo gì cũng 16 ha. Để mình coi cây ngà mở được nhiêu. Cái này thì nó cũng búng búng à. Mà cái này của hết. Của hết thì cái ngà mở nó nhỏ thôi. Nó cũng 2,5 cm ha. Đó, gan miệng à. Cái này nó khi đó mình cũng không biết nó làm sao đó. Mình cũng không có trao chuốt mấy cây này nhiều nè. Khi mua cái giá trị nó cũng thấp á. Rồi cây này cũng còn tương đối ha. Giá 130. Đấy chữ hết 150. Có cái logo nó đây nè. Có dấu viết nội địa. 130 ngàn. Mã hàng K588. K589. Mấy cây kiềm cắt. Kiểu này cắt đinh, cắt lưới bơi của người vậy. Mình nói vậy là 21. Gính nó gần 22 ha. 21 năm. Cái này của MCC á. Đó, nó chỉ để MCC thôi. Chữ gia văn coi nó có đóng đâu đây không. Nè, có đóng đây ha. Cái này thì nó cắt lưới B40. Cái này thì cái lưỡi ngon lành, không có đồ cắt rồi. Ha. Đó, miệng đồ còn ngon ha. Cái này cắt thì ok, anh em yên chí ha. Mấy cái này nó không mẻ là ok à. Rồi cái này mình bán 170. Nó hay là K589. K590. Bán cây kiềm cót. Bữa nay có được cây này nữa nè. Mình đo 18. Cái này của Hozan. Đấy là B-732 ha. Cái này bữa mình có bán cây à. Nó là 1.25 với lại 2.0. Nó chỉ có hai lỗ bấm thôi ha. Xài cái kiểu bánh cốc. Đó, nó còn ok ha. Bánh cốc mình kiểm tra rồi. Này cán nó cũng cũ cũ. Nó cũng có cấn cấn nhẹ nhẹ thôi. Chưa có lụng tới thịt ha. Cái này cũng không có vệ sinh nhiều. Giá tiền là 270. Mã hàng là K590 ha. K591. Bán cây kiềm cót nè. Cái này của Lotto. Nó để chữ Nhật.
À, nó lại là AK-17. Của Lotte ha. Cũng xài cái bánh góc luôn nè. Còn ok. Đó. Cán rồi nó có dơ dơ thôi, về vệ sinh lại là đẹp. Giá 380. Mở hàng là K591 ha. K592. Bán này có hai cây mẫu lớn nè, hai cây nhỏ đẹp ha. Đây là John Hit đó, cái này bữa mình cũng có những cặp bán rồi, bữa nay kiếm được cặp nữa nè. Còn mới tinh cây John Hit này, cây hai tấc này ha, alloy steel da băng, cây hai tấc còn đẹp, ngầm mở 2,5 cm. Cây nhỏ còn cũng tương đối thôi, nhưng mà nó không có đẹp bằng cái cây 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 lớn ha, mình thấy vậy, nhưng mà nó cũng thuộc đẹp. Mình đo gì 1/3 ha, 1,3 cm, cái miệng cũng còn đẹp nữa. Đây, nó cũng để là John Hit có chữ gia băng đây nè. Rồi mình có hai cây còn đẹp, giá 200, mã hàng K592. K593 có cây mỗi lớp ngang à ha. Cái này thì người ta có xài qua nè, cái ngàm nó có cấn á, nên mình thấy ha, chữ gia băng thì nó đóng đây đây ha. Cái này của Sankey, nó đấy là 280 mm, nó dài xuống gì nè anh em, là 280 nè ha. Cái này con lăn mượt, mình dặn mình thấy nó mượt, nhà mở hơn 7 phân xíu ha. Nhân miệng người ta có xài thì nó có dấu cấn thôi, mà nhìn chung thì cũng còn tương đối. Giá là 230, mã hàng là K593. K594 bán cây cần tự động 1/2, đầu này xài 1/2 ha. Đó là nô 371, cái này là cái dấu díp nội địa nó đóng đây ha. Cái này nó dài 28 275 ton, có chữ gia băng ở đây, đây có cái thước nè để vô đo gì ha, nó gần 27. Nó xài đầu 1/2 ha, cái khẩu á. Nó này mình thấy ha. Báo chiều thì gạt ở đây thôi. Chấp xí đây xíu. Nè, thằng bãi thì nó vậy ha. Nhìn chung thì cũng còn tương đối. Rồi, giá 220 ngàn, mã hàng K594. K595. Có một cây cái này nhỏ nhỏ xíu à, nhưng mà nó đẹp, nó gì nó có 12 thôi, đó là Mituloy, chữ gia băng đóng đây, nước si cái này đẹp lắm, si sáng trưng ha. Đó này nhìn thấy không, đấy Mituloy 2LH cái gì số 5 nè, 25 ha, ở đây nè. Cái này thì nó này nghe tiếng không, mới tinh, đầu 1/4, cái đầu đen, cái đầu đen này thấy vậy chứ nó xịn lắm, nó tốt ha. 6.3 1/4 đẹp đó ha, nó đẹp. Giá 170, mã hàng K595, nhỏ xíu vậy ha, 170. K596 bán cây cái bấm ghim nè, bấm ghim nè, thử kiếm miếng đi ra đi thử. Có cây bấm ghim à, thương hiệu của nó nè,
chữ gia băng thì nó có đóng trong đây, cái này trước đây mình cũng có bán thường, mình nói về là 17 năm cao vậy nè, khoảng 11 ha, còn cái phần dài tới đây nó giới nó được cái cán lên gì thì khoảng 16 ha, này thì nó cũng còn ok mà nó chốc sơn thôi ha. Đó, cái này là ghim của nó nè, ghim của nó nên mình lấy ra một cái để mình thử, để làm hai đi, hăng gắn vô đây rồi bấm thử ha, thử ra cái miếng dán này, nó này nhìn thấy không, cái này bấm ngon lắm ha, hai phát đó ha. Rồi cái này mình bán 200 ha, cộng theo nó là hai cái hộp, hai hộp này là của nó ha, để dành cho em ta xài gì ta xài, 200. Máy hàng là K596 ha. Máy K597. Mình có cái nữa. Này đẹp nè. Nó ha. Nó còn đẹp, nó có chút sơn mà ít thôi. Mà hình nó đẹp hơn. Giống thương hiệu á. Dính vậy đang xíu nè. Ha. Đó, dính vậy thôi. Cái này còn đẹp á. Để coi coi nó dính gì. Nó dính thôi chứ nó không phải xét đâu. Cái này còn đẹp mà làm gì xét được. Ha. Rồi cái này 200 250 ha. Đó. Cái này bẻ ra nãy là để vô đây nè. Rồi lại. Bấm thử. Một. Cái này mình để không có ngay anh em. Mình bấm không có sát. Để nó ngay bấm mới sát. Ha, đó, anh nhìn thấy không? Giờ mình cầm gì nè. Nó không có đủ cái lực. Cầm lại cho nó thẳng rồi. Đó ha. Đó, nói chung là nó bấm ok. Tức. Để xuống gì bấm thử coi. Anh em thấy không? Ha. Để ngay là nó vô ok à. Để không ngay là nó nhiều khi mình để nó hỏng hỏng là nó sao nó xuống sát được. Cái này mình bán 250 ha. 250. Cộng hai cái hộp ghim này luôn ha. Hai cái hộp ghim với cái này 250. Mã hàng là K597. K598. Bán cây kìm tuốt dây điện. Đó ha. Cái này của Vietcell. Ở đây nó đây chữ Vietcell đây nè. Đó là chữ chữ B. Chữ B thông số nó nè. Cái lưỡi này nó có ố thôi. Mà nó rút chắc ok, mình thấy nó cũng còn im lắm. Đó ha. Đó. Rồi cái này mình bán 220 ha. Máy hàng là K598. K599. Mình cũng có ăn cây. Cái nữa, cái này thì nó cán đen. Nó là chữ C á. Ha, cũng ố ố thôi. Chữ C. Mà hình còn cũng được chứ không có đẹp lắm. Nè. Để mình tuốt thử. Ừ. Ok này, mình bán 300 ha. Mã hàng là K599, cán nó cán đen. Như vậy đó. Cán còn cũng tương đối 300, mã hàng là K599. K600. Mình bán cái cộng dây ra với cái đó. Đó, như vậy đó, để mình đo cái cộng dây này coi nó dài nhiêu. Chắc nó cỡ 1m2 quá. Mét hơn 1m2 xíu không? Cộng dây này nó hơn 1m2 xíu. Cái bảng á. Bảng mình đo là 5 phân ha.
Đó, cái thương hiệu tem tiết giữa nó nè, cọng dây này nó màu xanh vậy ha, nó có được cái túi gì nè, nó dính vô luôn á. Đo về nó khoảng 12 năm, cao lên gì nó khoảng 15 năm á. Túi này nó vậy, cọng dây này cũng còn tương đối, nó có dính hai cái móc vậy nè, hai cái móc này nó cũng để chữ Nhật đây. Cái này mình đè vô, cái này vô mình mới mở cái này lên được ha. Đó, kiểu nó người ta thiết kế vậy. Cọng dây này thì mình kéo kéo ra thì nó đi theo thôi, nó tự thu lại, mạnh thì nó thắng ha. Mình giật mạnh thì nó thắng lại, giống như cọng dây xích beo ở trên xe vậy đó anh em. Đó ha, cái này mình thấy nó còn cũng tương đối đó. Đấy là Kajima, Kajima ha, chứ không phải là Tajima, nó khác nè. Thông tin của nó nè ha, mình cầm cái này mình thấy nó cũng xịn. Cái phần này thì nó là giống như nhôm á, mình thấy nó nhôm chứ nó không phải nhôm cái gì chứ nó không phải sắt, nó không hít 500 đâu. Miếng này thì sắt nè, nó miếng này sắt, miếng này không, miếng này nhôm hay gì ha, kiểu nhôm mà nhôm nó xịn hay sao. Ở đó mình có cọng dây này, không có thấy nó đóng chữ sao băng ha, nó đóng chữ tạch, chữ Nhật, chữ Tàu gì đâu không à. Nhưng mà cọng dây này là không có chữ Tàu đâu, cọng dây này xịn, mình nhìn mình biết ha. Đó rồi, cọng dây này mình bán là 400 ha. Mã hàng là K600, giá tiền là 400.000. K601 mình bán cái móc dây leo, cọng dây này dài khoảng 1,5 m, nó cũng cũ rồi, này cũng mới lấy vải vậy nè, chưa có chùi rửa vệ sinh, bữa nay không có làm kịp á, giờ này còn chưa có xong clip, nó cũng cũ nè. Đó, đấy là 77. Cọng dây này nó là 17-1, cái đường kính á, cái này chắc nó xài được dây 16, 17, 18 gì á. Này mình đè vô mình kéo thôi nè, nó mới nhả, còn để gì nó không nhả ha. Cọng dây này dài khoảng 1,5 m. Nên cái móc này thì cái kiểu nó khác mấy cây kia. Đấy là Nakagiri ha. Đó, đấy là No 2. Cọng dây này nó cũng cũ nè, giờ nhắm xài được, xài không xài được hai khác ha. Đó, mình tới quay lại cái này, nó cũng có chốc xi nè. Cái này để là titan á, cổng của titan thì thường nó cũng xịn đây nè, chứ không có giỡn đâu. Bên đây thì có chốc xi ha. Rồi, cọng dây mã hàng là K601, giá tiền là 250. Mã K601 cũng là mã cuối cùng của clip hôm nay. Mình chân thành cảm ơn em cô chú bác đã dành thời gian xem clip của mình. Hẹn em cô chú bác vào một cái clip sau. Bye bye.